Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 6 do Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự, làm trưởng đoàn, cùng Chi Tôn Đức Ban thường trực Ban trị sự tỉnh đến thăm các cơ quan tỉnh Quảng Nam. Tại phòng khánh tiết tỉnh ủy, ông Lê Văn Dũng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cùng các vị ban thường vụ tỉnh ủy đã đón tiếp đoàn. Hòa thượng Thích Phước Minh thay mặt ban trị sự Phật giáo tỉnh gửi lời chân thành cảm ơn đến quý vị lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan hỗ trợ ban trị sự tổ chức thành công tốt đẹp đại hội đại biểu giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ sáu nhiệm kỳ 2022-2027 và mong muốn các ban ngành tỉnh tiếp tục hỗ trợ để ban trị sự nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự, luôn đồng hành phát triển cùng dân tộc. Hòa thượng trưởng ban trị sự cũng trao tặng những phần quà lưu niệm cùng với lời chúc sức khỏe đến quý vị lãnh đạo tỉnh và sự các tường. Bày tỏ niềm vui mừng trước sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027, ông Lê Văn Dũng cho rằng, đại hội lần này có nhiều ý nghĩa và rất quan trọng, góp phần phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian qua, sự thành công phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh trật tự xã hội của tỉnh cũng có sự đóng góp của Ban trị sự, Tăng Đi và Phật tử, Phật giáo tỉnh nhà lãnh đạo tỉnh mong muốn ban trị sự hướng dẫn tăng ni phật tử tiếp tục đoàn kết hòa hợp để hoạt động cách Phật sự của giáo hội trong thời gian tới. Ông phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam cũng có lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo giáo hội tỉnh để tiếp tục hướng dẫn Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển. Cùng ngày, ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã đến thăm ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và ban dân vận tỉnh ủy. Tại buổi thăm, ông võ xuân ca ủy viên ban thường vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam chia sẻ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn xác định Phật giáo là tổ chức thành viên tiêu biểu của Mặt trận, với số lượng tín đồ Phật tử rất đông đã góp phần rất quan trọng trong phát triển xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cho nên vai trò của ban trị sự hết sức quan trọng. Ông cũng xin chúc mừng ban trị sự đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Phật giáo Quảng Nam lần thứ 6 thành công viên mãn còn tại ban dân vận tỉnh ủy quảng nam bà lê thị thủy phó trưởng ban dân vận đã gửi lời chúc mừng đến phật giáo tỉnh và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của tân ban trị sự sẽ phát huy tốt các công tác phật sự trong khối đại đoàn kết toàn dân bà cũng chia sẻ quan điểm của đảng và chính quyền tỉnh luôn ủng hộ các hoạt động chính đáng của các tôn giáo trên địa bàn trong đó có phật giáo